một phòng riêng. Dạ. Mỹ. Dạ. À, mình rồi là họ hỏi thì đến khi họ hỏi thì họ liên hệ được với ông ấy luôn. Dạ. Bây giờ có cái ông phỏng vấn người Mỹ họ muốn gặp ông đường này được thôi. Dạ. Ghê quá. Cái cô làm tổng thống đang đô chi mô mà ghê. Dạ. Được bất kỳ luôn mô được. Họ nói nhưng mà ông gặp chuyện gì nữa. Thế nói ông gặp hỏi thì ông về một tháng tuần thôi để tao bận việc tôi có mặt không nói chuyện với cô đi. Dạ. Ra nước ngoài mà hỏi những vấn đề cho đến bây giờ nó vẫn đứng con cũng đứng con hơi phức tạp quá. Nó thế này ạ. Yeah. Tức là em thì không, em là thuộc cái lớp mà lớp giao thoa giữa yeah, cụ mới các cái nhung cái từ nôm na là cái gì hiểu. Thế và bây giờ ấy thì em được biết là nó có những cái luồng dư luận. Yeah. Và em muốn biết được chân tướng sự vật, sự việc của nó. Yeah. Bởi vì nếu như sau này các cái lớp người già mà mất hết cả đi thì thực sự là đến con trẻ là nó sẽ không còn biết đâu là sự thật nữa. Yeah, yeah, yeah. Thế nên là em cũng rất là mong là tức là bác cháu mình cũng sẽ chỉ nói chuyện là cái gì mình biết, cái gì mình thấy. Còn mình không có bình luận thêm và mình cũng không làm cái gì để nó đụng đến nhạy cảm. Tóm lại mình không làm chính trị. Không, thật với cô đi này. Bây giờ nói nuôi nó một cách bình thường, khách quan, cái gì mình thấy mình nói. Tôi thấy cũng đã là nhạy cảm. Không thì thiệt với cô, riêng về 68, dạ. Tôi có việc. Dạ. Nhưng mà đương nhiên vì mình là cá nhân cho nên báo giờ cũng có cái mức hàng thì rất lớn. Dạ. Không phải cái gì mình biết. Dạ. Cái tâm vóc của mình chỉ là mình nhìn thấy ở chỗ nào thì mình nói cái đó thôi. Thì nó thật với cô. Dạ. Thì ở đâu tôi không biết. Dạ. Riêng ở tài ở đấy đấy. Dạ. Thì sau như thế tôi thường nói tôi là á thì chiến tranh đôi khi nhiều người dọn nhiều người tề tôi thường hay đồn thì dạ. À chỉ gòn bè chỉ lời cô nghe này dạ. Rút dễ sợ đi mà ra không biết này dạ. Mong tôi thật với cô một thân bạn thân tôi là tham gia chụp bình thường cả hàng tháng dạ. Rồi thì nó thật không phải là đùng một cái ra mà không ai biết đâu dạ. Đã có chuẩn bị thì tất nhiên là phải có ít ra là 2-3 người biết dạ. À thì đúng không? Mà rồi vụ cục là vẫn là một sự bất ngờ bởi cái tư trường của Sài Gòn ở tại đấy lúc bảy bảy giờ thì trước đó chuẩn bị thế này thế kia ví dụ như bây giờ nghiên cứu lại một cách tương đối có hệ thống cái bộ máy của chính quyền chính quyền đấy á ở trên nó gồm có những chức danh gì rồi từ tỉnh thì chia ra làm bao nhiêu bang, dạ. Nội bang là bao nhiêu ty, bao nhiêu sở, dạ, dạ. Vân vân, rồi những cơ quan chính hiện nay nằm ở tài số đó, đường đó vân vân. Dạ, dạ. Tất nhiên là thứ nhất là người ta cần biết, cần biết cái bộ máy, thì dạ. Thứ hai cần biết cái địa điểm. Dạ. Đó đó là nói, rồi còn có cái thứ có những cái điều rất tệ tỏi nhưng mà lại rất cần, ví dụ như có bao nhiêu kho gạo. À. À, nhưng kho gạo đó nằm cụ thể ở số mấy đường gì yeah. À, và theo mình nhận định thì cái kho gạo đó lớn hay nhỏ yeah. À, rồi cái rồi nhưng có bao nhiêu cái phạt Messi yeah. Nó nằm ở đâu cái tâm cờ của những phạt Messi là nhỏ lắm rồi có nghĩa là người ta phải lấy tất cả những cái yếu tố cần thiết để nó biết gạo mọi người chết rồi đánh giá huy động nhé ai đánh giá về ăn rồi đi con phải để cho dân chúng ăn đúng rồi chưa biết rồi con thuộc men đau ổn rồi con có tiền tế thì lại cần phải vấn tắc đó để thi người ta có lúc đó cũng đã từng tham gia chuẩn bị cả nói hàng tháng có nghĩa là bây giờ nói anh nói hàng tháng là mấy nói cho rõ chịu. Ừ. Thế nhưng mà một thời gian dài cỡ nó khoảng 2 như vậy là cũng đã có một chuẩn bị rất kỹ à, và cuối cùng lại là ví dụ cái đêm 30 lại là gặp nhau và cho biết là cái giờ ăn nở là sẽ nổ súng rồi thì cứ quyết định ai ra thì cái đúng là cái giờ đó thì ngay súng nổ thế lúc đấy là bác là kiểu như là quần chúng hay là thật với cô đi dạ. Thì thôi đã nói rồi thì bây giờ chẳng nói gì nữa ừ, dạ. Tôi được cái người tham gia trực tiếp trong công việc đó dạ. À, tất nhiên là tham gia trực tiếp công tác gọi là
bây giờ gọi một cách thế trước là nghe một vô ghê gọi là tham gia hoạt động cách mạng. Đúng rồi, đúng rồi. Thế nói nghe ghê quá cho nên thường hay đôi khi mình cứ ngầm ngứ là lại nói nghe cái tên một ghê kia quá. Bác ơi, lúc ấy bác có phải đảng viên không? À dạ, lúc ấy chưa bao giờ đảng viên. Thì lúc mặc dù hoạt động mà chị hả? Tại người phải công khai là chị hả? Bí mật. À, hoặc cái đó, bây giờ cái đầu học thì anh sờ là cố này. Hoặc là bí mật, không nhiều. Tức là vì nó biết thì mới bí mật được. Dạ. Nhưng mà nhiều thì nó cũng bí mật. Nhân lộ phổ đó thì thường thường là đều nằm ở trong cái mục đích này mà đưa vào tổ chức. À, nhưng mà thôi, thì riêng cá nhân tôi thì cái này tôi không nói chi vì ai hết. Mà có lẽ là vì bản thân tôi là chính. Tôi được cứ giữa ba cho đến trường là tôi không được vào trong bất kỳ cái hàng ngũ nào gì cả. Thì nhưng mà đó là biết chung rồi đó, được rồi. Thế như thế thì mới gọi là toàn dân đánh giặc chứ đúng không? À dạ, thì có như cô nói được ạ. Tất nhiên là tôi cũng tự coi tôi là một người dân bình thường. Dạ. Mãi cho đến ngày trước cũng vậy mới giờ. Thế những năm mà trước... À dạ, thì cũng ở tại Huế nhưng mà ở một chỗ khác. Có ở nội thành không hả bác? Dạ. Có ở nội thành không? À thì tính là tôi gọi là hoạt động bí mật nội thành là chính. À. À cho nên cái số người bị chứ là còn nếu như mà căn cứ thì nó ra nghỉ đường. Đúng rồi. Nào các bộ phận chính trị, nào các bộ phận quân sự vân vân. Đó. Đến xưa gọi là cơ sở cách mạng, như bác gọi là cơ sở cách mạng. À rồi thì tạm thời cũng có thể gọi như vậy. Tất nhiên là tôi hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ đạo của thành ủy Huế. Dạ. Bác ơi, cho em hỏi là sau khi mà cái chiến dịch Mậu Thân của mình ấy, dạ, thành Huế là mình chiếm được 28 ngày. Dạ. Thì trong cái thời gian 28 ngày ấy, bác có ở Huế không? À thì cũng ở Huế. Cũng ở Huế luôn. Dạ, cũng ở. Thì sau 28 ngày mà mình bị đánh bật ra ấy, dạ, thì bác có ở Huế không? À dạ cũng có ở Huế, nhưng mà lúc đó tôi lên đi trốn. Thế bác là đã bị lộ. Rồi, cho nên tôi sẽ nói một sự lộ cái này. Bị lộ chưa bác? Lúc ấy là lộ chưa? Đề phòng. Nói tắt lại là trong cái thời gian mà tấn công vào ở Huế, nó cũng có nhiều vấn đề. Dạ. Từng cá nhân một cũng có một sự suy nghĩ, mỗi người có hơi khác nhau. Dạ. Và khi gặp nhau á, thì tôi thấy có nhiều anh em người ta cũng có cảm tưởng như lần đấy là xong việc rồi. Đúng rồi. Là đi xong việc là có như là công khai cách mạng đã tấn công vào và có như là giành được và sẽ vinh viễn ấy, rồi là bây giờ thắng luôn được cách mạng. Ừ. Thì thật khổ. Lúc đó cá nhân tôi nhìn được qua đó. Không phải. Không được. Chưa để lúc. Và thật á, anh em lúc đó sướng quá, mặc dù là cái đêm hôm trước họp đã phân phối ai làm việc chứ ở đâu khi nào có lĩnh chứ làm chứ, nhưng mà cả cuộc sướng quá, cả cuộc nhảy ra wow hết. Rồi đến lúc đó người thì ngay với tài chỗ kể cả những người hoạt động mà cho đến những người mà họ tham gia trong chính quyền Sài Gòn bất kỳ mức khác, rồi người ta đưa tới đó ai ra sẽ gặp nhau không luôn. Cháu đình nội tụng cao trời, mà đình nội mà đơn giản như thế này là chết. Trời ơi, sao mà bây giờ rồi, mà mai muốn mà chết thì cháu cả tung. Rồi là chết, rồi cung lại, quả tin là có là chết. Thì trong số anh em mà tham gia, thì đến khi mà cái. Thôi chúng tôi gọi cả anh, chứ bây giờ tôi không gọi đồng chí nữa, gọi cả anh theo dân gian được rồi. À, anh phụ trách ở bên tôi. Bây giờ tôi là phán mà. Dạ. Thì lúc đó đến con trẻ. Dạ. Chả có muốn mà khổ để như chứ. À thì bây giờ anh em tôi lại nói luôn, bây giờ rồ hết. Chứ bây giờ chỉ riêng phán là còn rồi. Chứ bây giờ phán ở lại được không? Tôi nói thiệt với cô, tôi hoạt động với những mất điện. Đến 68 khi mà đi công tác rồi đi chỗ này chỗ té, tôi nghe người ní kêu là đồng chí thủ trưởng rồi nữa, chứ tôi gọi đồng chí tôi cũng có ngơ miệng. Không cần em đi, mà nếu anh thấy mà cần phải có người ở lại không vô sự hết vốn
Vâng, đúng. Đúng. Anh được thì anh cứ là thì từ đó mới bắt đầu mình dạng đã bớt. Thế thì nó thật cái nhưng mà đến khi năm 68 khi mà bên mình hụt rút, bên lực lượng của Sài Gòn mà họ tấn công vô giải tỏa. Thì thiệt là tôi cũng vẫn bị lộ. Tất nhiên là lộ bị hạn chế. Tất nhiên là cái số mà công an là mình cảm thấy nhiều mà nhất là công an. Công an của chính quyền à dạ của Sài Gòn rồi thì họ phóng thanh họ đoạn chân á rồi thế để khi tôi đi bắt đi theo thì một cái tiểu đoàn biệt động quân vào giải tỏa ở cái khu vực mà tôi chưa vỡ rồi thì bắt đi lần đầu là đi giống như mọi người là thôi thì họ thất lạc rồi cả đêm nhưng mà sáng mai lại đến khi tập họp lại thì tôi thấy cái cầu mà thiếu đúng trưởng á, cái cầu tự nhiên cầu đứng lên rồi nó họp lại hết, cái cầu lại cái gì giống như sổ tay mà nhưng mà tôi biết là không phải sổ tay, cái cầu mới kêu alo Tân Phan, dạ vâng, thì mình thiệt á, khi mà tôi chưa biết đấy, là tại vì kiểu khách mình gì đó, thì lâu rồi tôi biết có nhiều cầu kiểu chọn có nhiều trong đó. Những cái người tham gia công an mà. Thì tôi nhận thấy rồi. Thì đến khi đó mà tôi dạ thưa ông dạ tôi thì rồi từ đó ôi chào là đập tốn chưa ôi dồi nhờ đấy cái súng sắn sạc gớn mà hái nóng á người trợ ngược lại rồi đánh ôi chà là mà sau xưa các cụ chịu giỏi đòn giỏi không, chịu đòn thì không có ai giỏi thì cũng không làm sao người ta máy thì sống sống bây giờ mà chúng con tôi vẫn ngạc nhiên tôi nói rằng đúng hoàn cảnh là những kiên cường như này vâng bây giờ mà đánh đã chết rồi đấy đã cái đôi giày một số cũng như mà ngã đánh quá trời trời vì nỗi mà tôi bị cái thứ đường dây tôi mở mắt ra gọi là cái thứ đen kỳ nhưng mà tôi có cần trong cái ấy cũng có cái gì máy cái đó đến khi mà đập tập á rui cái đã cũng sao đâu quá trời. Thì bây giờ tôi cười tôi này mẹ bột mì mà nghiêm hơn Việt Nam mình đối với nhau thôi à, tất nhiên là mình nghĩ bột cười đó trong cái đơn vị đó có hai căn cổ của mình một thằng đen một thằng trắng rồi thì khi mà đánh quá đưa tay nấc đi ngang bằng nấc đi thì có thể là hẳn này tống càng chứ bây giờ mình với dân đồ khác được làm được bằng pháo chỉ ít ra là nó còn trụ cắt ở xin đánh cắp ra thôi để giữ cô cao bụi như vậy đúng một cái là có một câu trọi cổ đi bằng phút bằng cũng đuôi rồi cả áo vô cô cao thì cầu khổ cái bộ đội mình nhỉ biệt đông à biệt đông mà cắt răng mà rủ cắt răng mà đi là cái rồi gáy con cả cá đô lừa thôi con tội gì đâu mà vật chứng nữa là chịu thôi à, thôi chịu thôi thì cái đó là hết chỗ tôi thì cười nói quanh đường quanh đường nó không à, thì hắn có tài liệu gì hết à, thưa cả tôi không biết gì hết tôi ở đây chưa nói vậy nhưng mà tôi cũng có thêm một cái điểm tốt nữa là sao đó tôi được kể từ máy mạng rồi rồi thì bắt hay công được rồi đập tiếp mình tôi nói càng khổ anh chứ không mà tự nhiên tôi gần chết tôi mà tự hoảng bây giờ tới đi là hết đơn sống thôi thì không rất tốt câu nói theo cái dòng tòa tôi không biết tại vì nói là chắc không một đồng nó với nhau khó biết nhau thì cầu cười lắm bằng một câu thôi khó chết chỉ đánh cái mốt không mà có rủ cục đánh chắc bằng bịt mắt hai người đánh một lần ôi chào cái nó mới cắn gì dữ cái bụng tôi nói cái cháu chạy thiệt à có người ta lúc đó cũng nhìn cái này cái kia cái ni cái mà chị nghĩ đến cái giới hạn của một cái sinh mệnh đó chứ mà chạy thiệt à chạy ra cứ nghĩ cái bịt mắt đem mà dày cũng ngay trong khu vực đó là khi tôi nó biết thoát đi về nhà để ẩn rồi á thì cũng về lại nhà đúng không đồng bào xung quanh mà nhất là phụ huynh học sinh á mà nhất là đồng bào họ có lòng trách đấy thì họ đứng người đấy dạ thưa ông ai dám mô cho tôi thấy cái ông ấy thầy giáo thế
ông đi thầy giáo, ông ấy dạy con một tôi ở đây chắc có phải việc cầm một đôi chim mô rồi ông ấy thầy thầy giáo. Đó là một với cái ông tu nhà ông sợ bằng này sấn à, bị sợ kiểu kéo quá mình gọi là gọi là bất đắc kỳ trừ sau đi sợ bảo á. À được, cho nên là ông đừng ra ông mà nói ông cũng vẫn nghĩ thì chắc là cái ông nghe việc tiếng Pháp chứ không biết tiếng Anh. Cho nên ông nói cách răng mà tôi nghe ông ấy chỉ tôi nghe cái chữ ông nói professor. À tất nhiên là nói thầy đó. Đây là thầy. Thầy đó. À, nhưng mà ông thì thằng mình có biết tiếng Pháp đâu. Nhưng mà ít ra là nghe cái chữ 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 professor chứ đâu. Thì hằng đoạn đoạn đó. Để mà cuối cùng cầu kia đánh chuyện gì xong mình. Tại vì hắn cũng là hắn cân nước lê, hắn có thể bắn bắn nước đó. Dạ. Còn tôi là thì làm tỏ ấy, đại đám đám tí rồi giáo cho một cầu kênh cấp còn một cầu đại vị mà tấm lý kiện của sư đoàn ở đây lên theo alo alo hơi cảng binh Việt Cộng hãy ta ha hiện nay tên chính ủy Hồ Tấn Phan đã bị bắt. Chính ủy người Trung Hồ tôi nói mày xin lỗi mấy cô ngàn nhật báo đừng bị chính ủy là ký cho Hồ một tháo ấy chính ủy nó buồn cười nhiều cái nó buồn cười nữa hằng vừa bi vừa hài dạ. Cho nên nó cười bản thân tôi thì lúc đó tôi không biết cái chức chính ủy mà trong bộ máy là cái gì đó mà cứ alo alo hãy cảm ơn Việt Cộng hãy cả hàng hiện nay tên chính ủy bằng viết xuống lưng ạ, chính ủy Hồ Tấn Phan hai cái hàng tên chính ủy Hồ Tấn Phan đã bị bắt rồi, alo alo, tôi nói mẹ, có cục khô ai mà biết cái chính ủy Hồ Tấn Phan, tao rồi mà tao cũng chưa biết nữa, thì nói tắt lại thì khúc đuôi thôi cũng cần nữa, thế nhưng mà thì một thân rồi tôi mà gái nhất thì chỗ tôi ở thì nhà tôi ở chỗ khác ở sau lưng trường trung học giáo hội bây khổ lắm hôm sau sau đó là tiếng kêu loa khóc than vàng mỗi sao nào nhỉ người ta khai cuộc một cái hầm nữa nè cái hầm nó tốn nhiều cái nhiều rồi thì ân nhân họ tới họ khóc lóc họ rên rỉ ôi sao tôi này thiệt tôi giống như ngồi trong đống lửa mình ngân đỏ thì quay hết chết đi mà thậm chí khi giặc đi về đường á nhiều câu mà nè cái thằng này bắn tang đi rồi thì giặc xác xác đình chi khi đó mình còn sắm một thu hàng ngu khổ lắm thế thì khi ở đó một ngày mô cũng khóc bởi là thằng sao thế thì có cái trần trì nhà ca mình việc đến quyền là dạy thắng số chỗ nữa tôi cũng từ đó thì tôi là thiệt chứ không mà tôi ở ngắn sau chỗ này tôi khổ sợ quá đi à rồi thì coi như chơi ông chưa kêu mình thì mình khoan già vậy thôi đại khái là rứa bác ơi thế cái hố chôn tập thể là mình chôn à đó thì cô hỏi cái nữa bây giờ nếu như có ai hỏi này rồi thì anh có nói cô không hay không tôi nhớ là tôi còn nói chuyện lúng túng nhưng tôi nhớ cô nói cái nữa không thật sự cô thì đấy quan trọng lắm bác ạ. Không thì chúng cháu không biết được trồng thì chỉnh cái điều đó. Bây giờ nói khó lắm cô ơi. Đó, thế bây giờ làm răng tôi giảm xác nhận đó là có cái việc nó vậy. Nhưng mà nó có không? Thôi tôi đã nói rồi. Không, vì như thế này này, theo như cháu hiểu nhé, là chiến tranh lúc mình bắn nhau tất nhiên là rồi bây giờ tôi chỉ nói với cô như thế này. Có những câu hỏi. Không cần câu trả lời mà mình cũng biết nó cái phải đánh phải chấp nhận như vậy không trả lời thì nhưng mà mình cũng phải biết thế không ý của em muốn nói như này này rồi. Tức là trong chiến tranh thì nó bom đạn thì nó không có mắt tức là khi mình chiếm thành Huế thì bom đạn ở bên ngoài thì cái chuyện hai bên bắn nhau chuyện bình thường thì tan cửa nát nhà người chết là chuyện bình thường mà tôi cái chuyện ở đây là cái chuyện bắn nhau cô nó bom tôi lên đài cái chớ rồi khi ở nhà mà tôi đi ở nhà tôi cũng ở đấy đi lên khúc thôi rồi đấy đi vào thăm thì lúc đó là ở trên đường là cả sạch chết đã nằm giữa rồi tự nhiên mà hai bên bắn nhau đi giữa chết cái có người nó còn mặc khăn đen ông đóng thấy chắc
lửa thì đi vô không tan một cái. Tức là mình ví dụ như khi mình là người thắng trận, mình đi vào ví dụ như thế thì mình sát chết của cả hai bên, của bà con bị bom đạn thì mình phải dọn, mà lúc đấy biết ai với ai thì là sẽ phải chôn tạm đại loại như thế, coi như nó thành cái hố chôn thực thể đấy. Thì rồi sau này thì có thể là, bởi vì em cũng nghiên cứu nhiều, em cũng tìm hiểu nhiều, em thấy là ngay cả bên phía bên Mỹ chẳng hạn, rồi bên chính quyền Sài Gòn chẳng hạn, người ta có thông báo là thế này thế kia, nhưng ngay cả những phóng viên nước ngoài cũng không hề được tiếp cận những hố chôn tập thể. Không được thiệt tiêu cô ơi, ví dụ như thế, bây giờ phải nói cho đây này, tôi cũng dạng cả người ta biết cái việc đó không phải việc tôi làm, tôi cũng không trực diện không mặc thấy. Dù gần đó, vâng. Thật sự việc ai này làm. Dạ. Là một, cấp nào họ có cái công việc làm của cấp, cấp nấy. Vâng. Cái việc gì mình làm, giáo cho mình làm, thì mình chỉ việc làm cái việc đó thôi, và làm đến mức độ đó. Có đúng mà bảo vệ sinh mạng chưa, không những bảo vệ sinh mạng của mình mà, nhưng mà theo kiểu như hồi kia nó bảo vệ cho đồng chí mình, các cái người hoạt động cùng với mình. Mình mà lồ một cái á, làm phải người kia cũng rung lên luôn, nếu có chịu đựng nổi không? Vâng, vỡ hết cả cơ sở. Cả cái đời. Nếu mà cô bây giờ cũng chịu đựng nổi, nó cũng xóa cả cái gì. Vợ ra cái ấy thắt mắt là rất cẩn thận, có đôi việc. Thì cái trường đời nói như cô thôi, tôi nói đó có những chuyện không cần nói nhiều. Chị ấy đó, thì mình đôi khi từ. Nhưng có một điều như thế này em cũng rất là thắc mắc, tức là nếu mà bom đạn không à tôi còn nói nó có trường súng đạn khổ khi rồi quên khi tôi đi vào cũng trung thành ạ thì tập trung lại mấy cái chỗ mà bây giờ đi vô khỏi cửa đúng ba này có cái chỗ mà hàng đứng cũng có cái sập báo ạ thì chỗ đó ngay trước là ngay cái cửa đúng ba đi vô cái là bên đây trái có cái sập bằng báo đó ngay trước là có một cái chỗ mà có bưu điện thì không nhiều người ta tập trung lại đó mà tụ người như người bị thương. Đường Phan Đăng Lưu hả bác? À chứ không, cửa đúng ba đi. Phan Đăng Lưu. Phan Đăng Lưu đi vô, đi vô cửa, phải đi vô cửa. Ở Mai Thông Loan. Ờ, là ngay đi cửa luôn. Mai Thông Loan, đúng là chỗ điện đó. À đó, có cái sạp bằng bảo, đi cửa đi vô gặp. Thì lúc đó là bộ đội mà bị thương á. Giờ về đó, mình thì lúc đó còn cả bộ đội về thì cửa đó điện đĩa này. Dạ. Lớn. Lớn. Và cái lúc đó bị thước rồi là súng mà đánh về là tất cả một đống ô tao nhiều khẩu súng bằng mới keng cứ niềm này mình viên tụt nữa mình khi mặt trần vỡ ra thế mà cũng có gì cái tay thôi lúc đó thì tôi mình lừa một khẩu súng thiệt mới còn mối cái dâu còn mỡ thì đó là thấy mấy bộ đồ gì vẽ cho tôi bây giờ mỡ à răng tôi nạp tàn răng bấm kho răng khi nào mới hỏi cái khổ về sơ lấy chút đấy mà tắt lại cái loại của tôi là nói như vậy bác ơi nhưng mà cái loại của tôi mà nói như vậy à, dạ, có dạ, là không thành công thế thì là hiếm dẫn nghĩa thì là tôi hoạt động ở trong tổ chức gọi là...